Đây nhá, thứ ba ngày 1 tháng 10 2024 này, phía dưới này là 29 tháng 8 âm lịch này. Thêm một cách mới để các bạn có thể thêm ngay cái lịch âm vào trong cái ứng dụng lịch mặc định của các bạn ở trên điện thoại iPhone mà các bạn không cần phải cài bất kỳ một cái ứng dụng nào. Các bạn có thể xem trực tiếp lịch âm và lịch dương, đồng thời các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham khảo trong video này của mình nhé. Thì bình thường để mà xem lịch ở dương ở trên điện thoại, các bạn có thể xem trực tiếp ở trên cái phần ứng dụng lịch này. Đây này, nó hiển thị ngay đây, hoặc là các bạn chọn vào. Đó, các bạn chọn vào ngày này. Thì ở phía dưới này nó sẽ không có một thông tin nào khác ngoài thông tin thứ, ngày, tháng, năm. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm ở phía dưới này, cái phần lịch âm ở phía dưới này khi các bạn chọn vào phần này nhé. Bây giờ các bạn thực hiện cho mình các bước như sau nhé. Tại điện thoại của các bạn, giao diện ngoài màn hình chính, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần là cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống và các bạn chọn cho mình cái phần lịch ở đây nhé. Các bạn chọn phần lịch này. Rồi, đây là phần trong giao diện cái phần cài đặt của lịch. Thì các bạn sẽ nhìn ngay cái dòng thứ ba có chữ tài khoản nhé. Các bạn sẽ chọn vào. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn xuống cái tiếp mục tiếp theo, thêm tài khoản. Đây, các bạn sẽ chọn vào cho mình là thêm tài khoản nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình là khác. Đấy. Tại đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái ô cuối cùng, thêm lịch đã đăng ký. Các bạn sẽ chọn vào. Rồi, tại đây nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở ra và các bạn sẽ thêm cho mình cái phần này vào. Đây này, cái ô này này, HTTP này, đấy, các bạn sẽ nhấn vào, mình sẽ chọn là chọn tất cả này, sao chép này, đây, rồi mình quay trở lại cái phần lịch này, đấy, rồi, mình sẽ dán vào đây, các bạn sẽ nhập đúng cái phần này cho mình nhá, đây mình sẽ cho gần lại một chút này, này, các bạn nhập HTTP này, đấy là chấm hai dấu chéo, các bạn nhập đúng như cái dòng mình đang hiển thị ở đây nhá. Sau đó các bạn sẽ nhấn chữ tiếp ở đây này. Đấy, các bạn sẽ nhấn chữ tiếp ở đây. Và các bạn đợi phần xác minh nhé. Đó, như vậy là xong. Và công việc tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào chữ lưu ở đây. Các bạn chọn vào lưu này. Ok. Và các bạn sẽ nhìn xuống cái phần là lịch đã đăng ký. Các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái phần hai cái phần là cái dòng mà các bạn vừa mới sao chép vào. Đấy, vừa mới copy ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái ứng dụng lịch của các bạn nhé. Đây này, các bạn sẽ chọn vào này. Đấy, và các bạn sẽ chọn lại này. Ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ngay lập tức sẽ thấy là ngày, ví dụ hôm nay là ngày dương, là ngày 1 tháng 10 nhé. Và âm sẽ là ngày 29 tháng 8 này. Đấy. Rồi để cho chính xác hơn, mình sẽ vào cái phần là lịch vận niên của cái phần phím tắt này. Mình kiểm tra lại cho các bạn chắc chắn nhé. Rồi, đây này, thứ 3 ngày 1 tháng 10 năm 2024, cũng là ngày 29 tháng 8 âm lịch nhé. Các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, rồi các bạn sẽ quay trở lại cũng giống như ở trong cái phần là cái ứng dụng lịch nhé, mặc định của các bạn. Đây này, đấy, thứ 3 ngày 1 tháng 10 này, ngày 29 tháng 8 âm lịch, các bạn nhìn chữ nhỏ nhỏ này, đấy, các bạn có thể nhìn rõ rồi nhé. Đấy, các bạn quay trở lại và các bạn chọn bất kỳ một ngày nào khác, đấy, thì các bạn cũng có thể xem được. Đấy, các bạn, đây này, hôm nay ngày mai này, đấy, mùng 2 tháng 10 là ngày 30 tháng 8 âm lịch nhé. Rồi, thì đó là cách để các bạn có thể xem cả lịch âm và lịch dương ở ngay trên điện thoại iPhone thông qua ứng dụng lịch mặc định của các bạn. Thì thông qua cách này thì mình vừa giới thiệu cho các bạn, thì các bạn nếu thấy video hay, các bạn nhớ like video và đừng quên chia sẻ cho nhiều người được biết đến cách này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.